Dice roll! Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với game today. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả cái giải đấu AK Otter, Auto Chat. OT là cái gì nhỉ? Tôi cũng chả biết là cái chữ OT nó viết tắt của cái gì. Cái giải đấu này thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cả cái giải đấu mà vòng loại ở bên châu Á nha anh em nhá. À không phải châu Á mà nó là Đông Nam Á. Đấy thì hôm nay sẽ có Việt Nam thi đấu. Ở trong cái trận đấu này sẽ có Việt Nam thi đấu. Vòng loại Đông Nam Á nhưng mà hình như là đúng rồi, thiếu một người. Trận đấu này chỉ có 7 người thôi. Ở đây là anh em cũng có thể thấy là ở đây có tới 6 ông Việt Nam và một ông thì không phải là Việt Nam. Hình như là cũng Việt Nam luôn đấy. Nhưng mà để cờ nước ngoài, không biết là cờ này là cờ gì đây. Vậy là ở trong cái trận đấu này là có tới là 7 ông Việt Nam luôn. 7 người Việt Nam luôn nhá anh em nhá. Đông Nam Á toàn Việt Nam. Hello chào các anh em mới vào nhá. Chào anh em Asen. Em tới 26 mới đấu. 26 thì tôi không livestream ngày đấy. Rất là đáng tiếc. Chỉ có anh em nào may mắn mà thi đấu vào cái ngày thứ bảy chủ nhật thì tôi livestream thôi nhá anh em nhá. Tôi chỉ có hợp đồng livestream vào ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Đấy, ngày thường thì tất nhiên là tôi vẫn có thể livestream được, nhưng mà tôi cũng phải xem là có livestream không, bởi vì là hôm qua ấy, nhưng ngày hôm qua ấy, thì anh em cũng có thể thấy là hôm qua nó có rất ít là người chơi, chủ yếu là bot thôi. Thế nên là những cái trận đấu mà toàn bot thì tôi livestream thì nó chán lắm, nên là tôi quyết định là thôi thì cho livestream vào cái ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Còn bao giờ vào vòng trong ấy, khi mà người ta thi đấu đầy đủ thì tôi mới livestream. Ví dụ như nó vào cái ngày thường thì có thể là cân nhắc xem là hôm đấy có cái trận đấu là hấp dẫn hay thì livestream nha anh em nhá. Hello chào anh em Vbe So Chi Lam. Chào anh em Nguyễn Khải Quang. Nguyễn Quang Khải đúng không? Nguyễn Quang Khải. Chào anh em Thế Đéo Nào. Chào anh em Nguyễn Trọng. Nguyễn Trọng Trải à? Nguyễn Trọng Trải. Và anh em Nguyễn Thành. Rồi. Đây là nó cái trận đấu đầu tiên nha anh em nhá. À mà hình như bo 1 thì sao ấy. Ừ đúng rồi. Đúng rồi anh em ạ. Cái vòng loại này chỉ có bo 1 thôi. Đánh lấy ông top 1 top 2. Đấy, nếu mà ông nào mà top 3 là bị loại rồi. Chỉ lấy top 1 top 2 thôi và đánh bo 1 thôi. Hôm nay có 4 trận đấu nha anh em nhá. Hôm nay có 4 trận đấu thì tôi livestream 2 trận thôi, bởi vì là có 2 trận, 2 cặp trận là nó trùng giờ. Hello nhá, chào các anh em mới vào nhá. À vai sọp chiu lam à? À thế à. Chả hiểu là tiếng Anh hay là tiếng Việt. Rồi. Để tôi xem nào, xem là các cái đội hình nào. Hình như là vẫn đấm ở cái level à, ở cái server C hay là server Chila mà sao lag nhỉ? Minh Chí Eco này, VN Quang Hải Eco này. Cái ông VN Quang Hải này thì theo tôi được biết là ông này nó cũng khá là già rồi đấy. Khá già rồi. Có khi còn già hơn tôi cơ. Cắt chuỗi rồi này, bị cắt chuỗi luôn. Ui. À tiếng Anh à, ơi rồi ơi anh em ơi, tôi lại cái rốt tiếng Anh. Anh em để quả tiếng Anh xong rồi anh em lại đánh liền nữa, sao tôi hiểu. Theo anh meta này thì bài nào là mạnh nhất? Theo tôi thì meta này là quá cân bằng luôn anh em ạ. Đấy, trừ một vài những cái đội hình bí kíp của tôi không thể tiết lộ nha anh em nhá. Thì là như nhau hết. Chả có cái bài nào mạnh nhất cả. Như nhau hết thôi. Đấy, trừ khi là anh em Goblin, anh em xanh nha anh em nhá. Goblin 5 tiền, anh em xanh. Ra bom máy bay ca lông thì thôi. Nói chung là đội hình nào thì cũng quỳ hết xuống với cả anh em thôi.
37 tuổi thì tôi gọi là anh nhá, tôi là em. Đấy, tôi thì năm nay tôi mới có là 35 tuổi. Theo anh em nói là thế, tôi theo tôi thì nó là 36. Tôi sinh năm 88 anh em nhá. Đấy, để tiện xưng hô. Anh em nào mà cứ hơn 88 thì anh em 87 trở về 86, 85 thì anh em cứ gọi tôi là em thôi. Đơn giản. Còn anh em nào mà nhỏ hơn thì tùy anh em. Nhá, tùy anh em thích gọi là tôi cũng được, mà anh em thích gọi là anh cũng được. Nói chung là cái này thì nó cũng chỉ là trên mạng thôi mà anh em. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới ảo, anh em thoải mái đi. Anh livestream giải đấu tương tác nhiều hơn. Anh chơi à thế à? Không em ơi. Anh chơi là mới tương tác vãi đái luôn. Anh nói thật, anh chơi nhiều view lắm, chả qua là anh không chơi thôi. Chứ cái đợt trước anh livestream giải có ai xem đâu mà. Anh chơi mới có nhiều người thích xem. Đấy, nhưng mà anh không có thời gian chơi. Bộ Warrior yếu hơn các bộ khác á? Ôi rồi, thế thì sai rồi. Anh em lại sai lắm luôn. Anh em vào ngay trong cái trang chủ của Auto Chat đi. Ở fanpage của Auto Chat ở trên Facebook ấy. Anh em xem cho tôi cái thống kê vừa rồi. Cách đây khoảng 1-2 ngày thôi, nó có cái thống kê ấy, xem là bộ lineup nào là cái lineup mà tier 1 nhá. À tier gọi là tier 0 luôn đấy. Tier 0 luôn đấy. Đấy, anh em biết ngay, đấy chính là bộ 9 Warrior, tỷ lệ thắng rất cao. Tỷ lệ chọn và tỷ lệ thắng rất cao nha anh em nhá. Warrior là một trong những cái bộ mà bây giờ đang tỷ lệ cao nhất đấy. Anh em vào anh em xem nhá. Đấy, không anh em lại bảo là Warrior yếu rồi. Warrior yếu gì? Tôi cầm cái bộ đấy tôi lên queen đây này. Đấy, còn tí nữa anh em không tin tôi soi tôi cho anh em xem. Tôi cho anh em xem lịch sử thi đấu. Tôi cầm Warrior không biết bao nhiêu trận luôn. Tất nhiên là tại sao Warrior nó mạnh thì tôi cũng phải giải thích là tại sao, bởi vì là đợt gần đây thì anh em cũng biết là beat nó nổi lên, cái bộ beat ấy. Thì đương nhiên là sẽ có những cái bộ counter, bộ beat nó sẽ tự nhiên nó sẽ quay trở lại, nó mạnh lên. Đấy. Warrior không ai chơi nhưng mà đến lúc mà beat mạnh thì Warrior lại nhiều người chơi. 9 Feather không ai chơi nhưng mà đấy, beat mạnh một cái là 9 Feather nó lại mạnh luôn. Anh em cứ để ý xem, dạo gần đây có cả 9 Feather luôn. Đấy, để xem nào, trận đấu này có 9 mét nhá. Để xem nào. Đấy, còn rất nhiều ông Eco, 3 ông Eco cơ, 3 ông Eco chơi gót đỏ, ok. 3 ông Eco chơi gót đỏ, một ông là chơi gót đỏ rồng mập, một ông là chơi gót đỏ, chưa biết là chơi gót đỏ cái gì. Đấy, gót đỏ đây, Eco rồng mập này. BF cho cool. Anh em hỏi là Mr. D là ngang tuổi tôi không thì tôi cũng không rõ anh em ạ. Cái đấy thì anh em phải hỏi Mr. D, anh em hỏi tôi. Tôi thì tôi sao tôi biết được cái đấy. Anh em buồn cười nhỉ. Kể ra là nếu mà giả sử như mà tôi với cả Mr. D có mối quan hệ nào đấy khăng khít cơ. Hai chúng tôi chơi với nhau như những cái người bạn thân. Ờ. Đấy rồi lâu lâu anh em lại thấy là có tên tôi là Mr. D nhắc đến tôi hay là tôi nhắc đến Mr. D. Thì anh em còn hỏi chứ bây giờ hai cái ông mà đéo bao giờ gọi chơi với nhau. Hoặc là chả liên quan gì đến nhau. Anh em lại hỏi tôi là tuổi ở Mr. D như nào. Rồi tôi nói thật với anh em câu này hơi khó. Thôi để đấy để cho anh em kênh chat trả lời vậy. Chứ còn hỏi thế này thì khó quá. Liên quan gì đâu mà hỏi thế thì chịu rồi nhá. Đấy rồi ok. Thế bây giờ trận đấu này là nhìn sơ qua cũng có thể thấy là gót đỏ nhiều lắm. Gót đỏ nhiều lắm. Gót đỏ nhiều lắm. À. 9m. À, Joseph chơi rất hay nhá. Trận đấu này thì tôi điểm qua những cái người chơi hay này. Những cái người ui nhưng mà trận này nhiều người chơi hay lắm anh em ạ. Trận này tôi có thể điểm qua cho anh em nhá. Việt Nam hết anh em ơi. Trận này tất cả là Việt Nam hết đấy, không có ông nào là Lào hay là Campuchia hay là Indo đâu. Đấy, trận này có VN Quang Hải là chơi kinh này, hình như là đã lên queen rồi đấy. Joseph là đang top, top 2 thì phải, top 2 của Việt Nam thì phải. Joseph này. Đấy còn God King này, cũng kinh này, Hoàng cũng kinh á. Nói chung là gặp nhiều cũng quen. Nghe tên cũng quen, gặp nhiều ở trong Hoàng rồi thì cũng biết là đánh cũng hay. Ok chưa anh em? Anh em ơi, bây giờ tôi thấy là trên cái kênh chat là nó khá đông anh em rồi đấy. Đấy, và anh em nhớ nhá, là anh em vào anh em xem. Thì thực ra cái buổi này thì cũng phải chia sẻ thật với anh em là tôi livestream giải thì nó cũng là có tiền.
Đấy, nhưng mà có tiền là một chuyện nhá anh em nhá. Có tiền từ ban tổ chức là một chuyện, nhưng mà nếu mà anh em like ấy, động viên tôi để tôi có thể livestream cái giải này nó nhiệt hơn thì rõ ràng nó là một cái điều mà nó khá là vui. Đấy, nên là nếu mà anh em chưa like nhá. Anh em ở đây là có 80 anh em rồi, lên 80 anh em rồi. Đấy, ông nào mà yêu quý tôi thì ông like cho tôi cái. Còn ông nào mà không yêu quý thì ông không phải like nhá. Nhưng mà ông nào yêu quý thì like nhá. Đấy, nói như thế để biết xem là bao nhiêu anh em yêu quý. Joseph xoay bài ống đỉnh à? À, xoay bài tởm rồi, để xem là trận này Joseph xoay bài có tởm không nha anh em nhá. Mà theo tôi thì Joseph trận này đánh 9 mét rồi, chả có xoay xiếc gì cả. 9 mét xoay cái gì anh em? 9 mét thì cứ thế mà xoay thôi chứ xoay cái gì đâu, khổ. Rồi rồi, xem nhá, trận đấu này có Magic Double T trông có vẻ khá kinh ấy, đẩy dã man đầu game thật. Chuối bit mới có 3 bit thôi đẩy kinh phết ạ. Ok, 9 mét nó rơi vào tầm khoảng là sát thủ ở đây rồi. Trông kinh khủng điển luôn. 5 cái con Thunder Spirit trận đấu này thì 9 mét bá lắm đây này. Tí nữa cặp Thunder Spirit ở giữa game rơi vào tầm khoảng round 25 thôi là có hai con này 2 sao. Kẹp với cái bộ này thì ôi giời. Đây còn đang định kẹp mèo vào chơi quả mết mèo đã, xong rồi tí nữa là 9 mét. Mà nói thật 9 mét này form sớm lắm. Anh em biết tại sao không? Hai con này rồi, cái con này là cái con khó nhất này. Cái con Grimchok mà một khi mà anh em chơi 9 mét nó ra Grimchok này là, nó là chắc chắn rồi đấy. Là chắc chắn là 9 mét rồi đấy. Đấy còn nhiều khi là vẫn ra Thunder Spirit này nhá. Đầu game. Nhưng mà đợi mãi không ra con này. Đấy, nó vấn đề nó cái con còn Grimchok. Thì bây giờ hai con quan trọng nhất ở trong cái bộ 9 mét là con Grimchok và con Thunder Spirit, nó đã ra rất nhiều rồi. Bài này xanh. Khả năng top 1 rất cao. Đấy. Khả năng top 1 rất cao nhá. Xem hai cái ông chuỗi thắng này này. Đấy, còn mấy cái ông mà gót đỏ lật kèo thì theo tôi đánh giá nhá, nếu mà kinh nghiệm của tôi ở những cái trận đấu mà có beat nhiều thì gót đỏ khó lật kèo lắm. Ở trận đấu mà tôi xem nào. Trận này có Kalong thì khả năng là vẫn có thể lật kèo được. Đấy, nhưng mà ví dụ như gót đỏ nhá. Mà tí nữa gót đỏ mà lại gặp cái ông beat này mà ông ấy lại gọi là oánh theo cái kiểu là bố đời ấy. Tí nữa mà lại kẹp thêm hai con Doom vào nữa thì mấy cái ông gót đỏ này nó thật là không có cửa đâu. Sắp chết đến nơi rồi. Đây còn 11 máu này. Ở round 19 là sắp bay màu rồi. 11 máu nào này đi rồi anh em ơi. Chưa đủ, chả có cái gì cả. Minh Chí đi đầu tiên, đuối quá. Minh Chí lại đuối quá. Nhìn là biết là ở cái mức rank là rất thấp. Đấy là trình độ nó khác hẳn nhau ấy. Tôi nói thật là may mắn là round này là gặp Châu Kun là cũng là Eco. Cũng là đang Eco chứ có đỏ. Đấy chứ còn gặp vào cái lobby này hơi đuối. Đấy. Nhìn cách chơi là biết là đuối rồi. Đấy là lên một phát lên 9 luôn mà trong khi nó chả có con co, chả có cái gì cả. Lên 9 luôn. Mà hết tiền nhá, đây là gọi là lên 9 hết tiền đấy. Mà nó chả được cái gì luôn. Tức là nếu mà anh em lên 9 anh em có đủ 6 đỏ à, hoặc là anh em có 4 gót 4 đỏ và co thì nó khác. Còn đây là anh em, đời ơi Minh Chí còn đi sau cơ, có ông nào đi trước không? Hình như có ông đi trước phải không? À không. Đấy là cái gì, cái máu nó nhảy ra anh em ạ. Nhưng mà đi rồi, đây là nó là chuối này là chuối eco đến chết. Đấy, chuối này là chuối eco đến chết này. Bây giờ còn 8 tiền này, round sau là lên khoảng 10 cứ cho là đây là cộng thêm 7 đúng không? À cộng 6 62 tiền. 12 tiền thì round sau là được 18 tiền. 18 tiền ở đây thì roll được cái con, bây giờ chưa có co, chưa có bất cứ một cái con nào luôn. Ở đây anh em cũng có thể thấy là ghép luôn. Ui dồi ôi, lại chơi kiểu ghép hai tia để trông chờ với việc là rau sau là ra con ca lông. Nếu mà rau sau mà không ra được ca lông thì chắc chắn chết anh em ạ. Ui dồi ôi, mẹ đi này, còn toan rau quái này. Bây giờ bảo là ăn được cái rau quái này không? Tôi bảo là không. Hay quá bạn ơi. Ui dồi, chơi như này đăng ký giải là phí slot ra bạn ơi. Lại còn bị con quái nó đấm cho mất máu ấy. Ui ôi ra rồi con đấy, cái con thôi. Đùm 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 đùm. Ui không đùm luôn.
đát đát được được được, nhưng mà ghép đồ mẹ cho Calum rồi, ghép đồ cho Calum rồi anh em ơi. Tôi xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong, xong thật sự luôn đấy. Ơ mà vẫn bây giờ lại ra đắt lứa lại đập trứng lại được này, nhưng mà tôi nghĩ là không qua khỏi được round này đâu. Rồi để xem cái chat nào. Từ nãy giờ là hơi cuốn, hơi bánh cuốn tí. Và xem qua lủi ra này không nhá. Hôm trước em gặp thằng gót đỏ không lão giống nó đấy. À, úi giời, nhiều người không lão lắm. Úi, gặp beat đi rồi anh em ơi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Chắc chắn đi anh em nhá. Gặp beat thì gót đỏ không có cửa đâu anh em ơi. Mà tôi nói luôn nhá, là cái meta này ấy, meta này đều có cửa đâu. Meta này chơi gót đỏ gặp beat nhiều lắm, kẹp thêm con Doom vào là xong. Đấy, nói chung là như thế. Ô, vẫn sống à? Vẫn sống anh em ơi. Vẫn sống, 6 đỏ, 6 đỏ, 6 đỏ, 6 đỏ, 6 đỏ, 6 đỏ, 6 đỏ. Thiếu, à đây đủ rồi, đủ rồi. Đủ chưa? Đủ. Ơ thiếu con gì? À đây đủ rồi, đủ rồi bạn ơi. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Roll nốt đi, bán nốt, roll đi, bán nốt hai con này luôn đi. Roll đi, roll đi, roll đi, roll đi, bán nốt, bán nốt, bán nốt roll. Biết đâu ra con đát bạn ơi. Úi giời, đập trứng cho con này luôn, thế xong rồi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Đồ còn chưa lấy nhá. Đồ chưa lấy nhá, đồ chưa lấy nhá, lấy lốt đi. Thôi xong rồi anh em ạ. Gặp 9m. 9m này là một 9m gọi là 9m cực mạnh luôn đấy. Vậy là trận này có hai người chơi 9m rồi. Ăn được không? Lọt một con không? Khả năng lọt một con không? À vẫn ăn được này. Gót đỏ đủ bộ khỏe phết nhở. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Vớ vẩn gót kinh lại chết trước rồi. Xem nhà gót kinh nhá. Gót kinh thì bây giờ nói chung là ui không có giáp băng. Thế xong rồi. Không đồ anh em ạ. 9m không đồ. 9m không đồ. Dãy anh em bảo dãy kinh thì nói chung là nó cũng gọi là gót đỏ thì nó cũng gọi là dãy được, nhưng mà vấn đề là một lần gặp beat nữa thôi. Một lần gặp beat thôi anh em ơi. Một lần gặp beat là đi thôi. Gót kinh này phải ngậm ngùi ra đi rồi. Nói chung là cái phòng này thì top 1 top 2 mới được vào thôi anh em ạ. Đấy. Mặc dù là tôi đánh giá là cái ông gót kinh này là cũng là rank cao ấy, là oánh là cũng phải nói là hay, nhưng mà cái phòng này thì nó tai nạn, nó gặp nhiều lắm anh em. Chưa biết ở đâu. Có người anh em 50k GTD 50k hôm qua là cũng chơi chơi và cũng bị loại rồi. Trong khi là nói chung là cũng là rank queen ấy, nên là tôi đánh giá là cái trận đấu như này nhiều khi là nó vẫn phải dựa một chút vào may mắn nữa. Đó, ui đi được top 8 luôn này anh em này. Gót kinh đi trước cả Minh Chí luôn. Minh Chí chơi gót đỏ thì còn giữ được thêm một chút. Nhưng mà cái trận này thì nói chung là beat xanh anh em ạ. Beat xanh quá, ra được cái con gấu nên là khả năng beat được vô địch. Hello, chào Quang Trần nhá. Chào em Quang Trần nhá. Dạng này không thấy ra video không? Vừa mới ra hôm trước xong. Anh em không chịu xem, anh em cứ bảo là không ra. Vừa mới ra cái anh em có thấy không? Có người bảo là chơi mèo kìa. Chơi 4 con mèo kìa. Video gần nhất của tôi đấy. Đấy, nếu mà anh em chưa xem này thì anh em hết cái stream anh em vào anh em xem đi nhá. Đấy, và nếu mà kết thúc cái stream này thì nếu mà anh em cảm thấy là nó chưa được thỏa mãn anh em ở cái giải đấu này thì có thể là tôi sẽ làm thêm một cái clip rồi tối nay tôi up nhá anh em nhá. Anh em yên tâm đi. Hôm nay là cuối tuần mà, thoải mái nhá anh em nhá, thời gian thoải mái đó. Rồi, trận này có Insectoid. Chơi Insectoid thì cũng chỉ ăn được cái bộ 9m ở đầu thôi, chứ còn gặp mấy cái thằng ở beat kia thì nói chung là Insectoid này cũng hốt đấy. Sợ phết đấy. Đấy, Joseph vớ vẩn lại không được top 2 cơ. Ồ, chưa chắc nhá. Chưa chắc đâu anh em ạ. Đấy, Quang Hải chơi Warrior, nhưng mà trận này tôi đánh giá là nếu mà chơi Warrior thì xuống hố rồi. Trận này có Dark Spirit anh em ạ. Mà lại còn có 9m nữa mà chơi Warrior thế này thì khả năng toàn cào lắm. Mặc dù là trong cái bộ truyền thuyết thì nó cũng căng đấy. Hai con truyền thuyết là ở bộ Warrior. Secret Lancer, Chúa Quỷ thì đầy đủ cả. Nhưng cái vấn đề là nó có ra hay không thôi.
Đấy, cái vấn đề là ra hay không này, và cái vấn đề nữa là phải lên 10 để kẹp vào Marine anh em ạ. Chuyện này có rất nhiều bộ counter bộ Warrior, nếu mà nói mà để công bằng mà nói là Warrior chuyện này chỉ đấm được beat thôi. Đấy, nếu mà chơi với cả beat thì đây, beat đây đang ở top 3. Sắp đi, ui thằng này có gấu còn đi, sắp đi nơi này. Sợ thật sự. Gấu assassin 2 sao mà chơi beat mà vẫn sắp nghèo với nơi đó. Công nhận coi hiểu nhiều thứ nhưng vẫn lười chơi à. Chào Khoa Phạm nhá. Anh em GTD thì có, nhưng mà nó lại không vào cái ngày ngày hôm tôi livestream anh em ạ. Tôi chỉ livestream vào cái ngày thứ bảy chủ nhật thôi anh em nhá. Giải chỉ livestream vào 2 ngày đấy thôi theo hợp đồng. Đấy. Cái này là theo hợp đồng với cả bên Dodo, chứ còn tôi không có livestream vào những cái ngày bình thường, trừ khi những cái ngày bình thường nó phải xuất sắc cơ. Nó phải hay xuất sắc nhá. Nên là tôi cũng không livestream vào những cái ngày mà không phải cái ngày livestream của tôi. Giải này đánh hộ được không? Đánh được, có gì đâu. Ai kiểm soát cái đấy đâu, đánh được nhá. Đấy ơi, thôi xong rồi. Quang Hải này, quả này bị đẩy. À, lên được 10 rồi, kẹp được Marine rồi anh em ạ. Kẹp được Marine rồi, ok. Thế thì ổn, thế thì ổn. Lại còn ra, Secret Lancer, vô vẩn, vô địch cái chứ. Được quá nhờ, VN Quang Hải như tôi nói từ đầu rồi. À, đánh 2 không này, đánh 2, nói chung là đánh 2. Cơ hội là top 1 đấy rồi. Được. Cái bộ này mà nó lên được level 10 thì nó lại khác nha anh em nhá. Lên được level 10 này, kẹp được 2 Glacier, kẹp được Marine. Ui dồi. Thế thì lại khá quá nhờ. Đội hình là mắc binh rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu cái con Secret Lancer 2 sao thôi. Còn chúa quỷ thì không cần anh em ạ. Chúa quỷ thực ra có cũng được mà không có không sao. Bộ Warrior này nó chỉ cần là lên được 10 kẹp Marine mà thôi mà. Lên được 10 kẹp Marine là thực ra là nó có thêm là khống chế nữa. Khống chế rất mạnh đấy. Nó là Siren hay nó là cái con Tsunami thì nó đều là cái khống chế mạnh cả anh em ạ. Đấy, chính vì thế là nếu cái bộ này ấy, nó chỉ toang khi mà đối thủ có con Dark Spirit 2 sao thôi. À, tầm này thì là chưa, còn rất lâu. Rất lâu để có thể kiếm được ra cái con Dark Spirit 2 sao để mà chơi được với cái bọn này. Đấy, còn cái tầm này thì à đây rồi. Cũng ăn được nhá. Insectoid thì cũng chơi được, Insectoid cũng chơi được Warrior. Đấy, nhưng mà từ từ đã, để xem nào, Insectoid này đã to chưa? Insectoid này là đang đánh bằng cái con Secret Lancer. Ok. Secret Lancer này thì là có khả năng hồi máu này, khả năng chống được mết. Chính ra cái thằng Insectoid này là cái thằng đấm thẳng vào mặt cái ông Joseph ấy. Ông Joseph ở gặp ui cười nhung đẩy vãi đái. Cho Kun đi luôn rồi này. Wow. Vậy là chả có cái thằng gót đỏ là vào được vào trong. Gót đỏ đi hết anh em ạ. Gót đỏ top 1 top 1 2 3 từ dưới lên nha anh em nhá. Gót đỏ đi hết rồi. Insect này vô địch quá nhờ. Secret Lancer 2 sao rồi. Bộ này thì nó bây giờ nó là cái bộ mà counter trực tiếp vào cái bộ bộ 9m đấy. Số xếp đã phải đổi rồi. Số xếp bây giờ đã phải đổi sang gót. God Warlock thì lại rất sợ là đổi hơi sớm. God Warlock thì rất sợ cái bộ này. Nếu mà Joseph mà gặp cái bộ beat này thì đẩy rất nhiều luôn. Nhưng mà lại sợ insect nên là vẫn phải đổi. Đấy, nó lại thế cơ. Tức là gặp cái thế khó là kẹp giữa hai cái thế lực, kẹp giữa hai cái đội hình mà nó counter quá anh em ạ. Đây. Bây giờ Joseph là gặp ở đó. Đó phải. Đây là cái bộ gì đây nhỉ? Tắc răng chơi cái bộ gì đấy? À đấy, tắc răng lại chơi cái bộ này thì lại bị cái bộ beat nó lại đẩy cho. Đấy, nó lại counter lẫn nhau anh em ạ. Tức là bây giờ nó đang đứng ở giữa là ngã ba đường. 9 Warrior thì lại sợ là Insectoid. Nhưng mà lại ăn được beat. Đấy mà beat thì lại sợ là Warrior. Đấy, nhưng mà lại ăn được là hai cái nhà còn lại, nhà Insect và nhà của Joseph. Nhà à không, thực ra là không.
chỉ là hòa với Joseph thôi, nhưng mà lại ăn được cái nhà Insect. Đấy mà, mà cái nhà của Joseph thì lại vừa nãy là ăn được cái nhà của Quang Hải, nhưng bây giờ thì không ăn được rồi. Bây giờ chuyển sang gót đỏ thì đi sớm thôi. Gót đỏ đi sớm thôi anh em ạ. Gót đỏ thì ăn được cái nhà của nhà của VL Quang Hải đấy, là chơi Warrior đấy, bởi vì là co là cái con Dark Spirit, nhưng mà lại vấn đề có vấn đề khác. Đấy chính là gặp beat thì nó đi. Gặp beat thì nó đi. Thôi xong rồi anh em ơi. Chuyển sang gót đỏ thì nói chung là đỡ được cái bọn, vẫn đỡ được cái bọn này, nhưng mà nói chung là vẫn đi thôi. Rao sau gặp beat rồi. 31 là gặp beat là đi rồi. Vậy là bị loại nhá anh em nhá, Joseph bị loại luôn từ vòng đầu tiên luôn. Căng thật. Trời. Thật là như thế luôn. Đây gọi là top 2 của server Việt Nam ấy nhá anh em nhá. Top 2 server Việt Nam đi luôn. Đi luôn ở cái vòng đầu tiên luôn đấy. Đây là trận đấu đầu tiên luôn. Không có cửa vào vòng trong. Ảo thật sự. Ảo thật. Mà cũng hơi đen là ở cái ngay cái trận đấu đầu tiên này gặp cái lobby mà nó xếp này nó hơi căng anh em ạ. Lobby này tôi nghĩ là lobby chung kết thì hợp lý. Lobby này mà lại lobby vòng loại thì đánh căng quá. Đánh căng quá. Theo anh em thì ai sẽ là cái nhà vô địch đây? À, quên mất. Tôi quên mất, tôi không nói. Đấy là ở trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì vẫn sẽ có những cái phần thưởng dành cho anh em may mắn nhá anh em nhá. Sẽ vẫn có những cái hòm đồ trị giá là 10 Dragon Led Coin nhá anh em nhá, dành cho các anh em mà có comment ở trong trong cái kênh chat ấy. Là cuối buổi tôi sẽ quay may mắn. Rất là cảm ơn anh em Bình Trần, anh em Bình Trần đã đăng ký hội viên mới trên kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tôi có thấy cái thông báo ở trên kênh chat. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em đã trích phần thu nhập của anh em để ủng hộ cho kênh, cho tôi. Đấy thì anh em nhá, có những cái phần thưởng dành cho các anh em may mắn. Đấy thì anh em chỉ cần chat ở trên kênh chat thôi, là tôi sẽ, cuối buổi tôi sẽ quay số. Đấy anh em nào may mắn thì sẽ được. Thì hôm nay, buổi hôm nay thì tôi xin thông báo lại cái giải thưởng. Là bây giờ nhà tài trợ ấy, họ thấy là cái buổi hôm trước là có phát phần thưởng là hơi bị nhiều. Chính vì thế là rất là sorry anh em là cái phần thưởng hôm nay nó chỉ có 3 hòm thôi nhá anh em nhá. Tức là mỗi người sẽ được là 3 hòm. Đấy. Và một buổi này thì tôi sẽ có là, tôi xem là bao nhiêu. 4 người. Anh em nhá, 4 người sẽ được. 4 người may mắn sẽ được nhá anh em nhá. Rồi. Úi dồi ôi, Long Sida lâu lắm rồi mới comment. Anh em thấy Long Sida là mấy hôm nữa mới thi đấu, hôm nay không thi đấu. VN Quang Hải cũng đã ra đi, vậy là hai người vào vòng trong đấy chính là BP Tắc Răng và Magic Double T. Nhưng mà vấn đề ở đây là Magic Double T ai sẽ là nhà vô địch? Đấy. Beat hay là Insect đây? Nhưng mà theo tôi thì Beat ăn anh em ạ. Beat đang meta. Beat đang meta và Beat là rất mạnh nhá. Đây thằng này là lớn. À đây rồi. Đấy tôi đang bảo là tại sao không kẹp 3 Assassin vào. Thì đây bây giờ đã đủ bộ rồi. Kẹp 3 Assassin vào. Lên 10 thì kẹp thêm một con Velomancer vào. Kích Kira anh em ạ là xong. Có cái đồ Kira không có. 3 Assassin thôi. Nhưng mà có cướp điên anh em ạ. Cướp điên nó là cả vấn đề đấy. Có cướp điên nha anh em nhá. Ở đâu cái cướp điên đâu rồi? Cướp điên cho cáo à? À lại không dồn đồ cho gấu. Dồn đồ cho cáo cơ. Ờ. Nó lại thế cơ. Rồi. À, các anh em hôm trước nhận được giải may mắn thì anh em nhớ cho tôi một chút gì đấy vào trong kênh chat để anh em biết nhá. Có hôm trước là tôi có thông báo là cái phần quà nó chỉ có 5 cái hòm thôi, nhưng mà có anh em tự nhiên lại được nhà phát hành tặng cho 10 hòm. Rất là may mắn luôn. Ơ kìa, sao tự nhiên lại bị treo như này? Thôi xong rồi. Đấy cái giải này cứ đến cái lúc mà chiếu giải nó lại bị lag anh em ạ. Thế như này. Khổ. Ơi kìa, treo luôn anh em ạ. Thế này. Mặc dù là kênh chat thì vẫn bình thường, vẫn thấy lẩy cái chữ chat thì chắc chắn là không phải là do là mạng rồi. Mất kết nối với cả máy chủ á. Vãi đái thật. Anh em cứ chat vào đi nhá. Xong rồi
Có gì thì hết cái buổi livestream này thì tôi sẽ quay số. Xong rồi anh em ạ, trận đấu đã kết thúc rồi. Top 1 là Magic Double T, đấy là cái ông BP tắc răng này này. Là ông ấy biết là ông ấy thua nên ông quit luôn. Chính vì thế nó có một cái đoạn nó bị treo đấy anh em ạ. Đấy. Chính ra là trận đấu này là Beat vẫn mạnh anh em. Anh em thấy không? Beat đang meta. Nếu mà cái bộ Beat này này mà không bị vướng bởi những cái bộ như là cái bộ gót đỏ có con đát này hay là cái bộ Insect này này thì cái ông chơi Warrior này khả năng là vẫn đấm được. Anh em ạ, vẫn đấm được, nhưng mà bởi vì là trận đấu này có nhiều cái ông counter và cái bộ Warrior quá. Đấy, hai cái người còn lại là đang thực ra cái BP Joseph này mà không chuyển sang gót đỏ ấy thì là cái bộ bộ Warrior này cũng không sợ lắm đâu. Không sợ lắm đâu. Nếu mà đang giữ ở cái lineup đội hình 9m ấy thì không sợ. Đấy, nhưng mà vấn đề là BP Joseph lại chuyển sang cái đội hình gót đỏ, chính vì thế là VN Quang Hải này bị đẩy và bị hai cái nhà counter liền. Chính vì thế là việc ra đi ở top 3 thì nó cũng là điều bình thường thôi. Khi mà máu nó thấp quá rồi, không thể là trụ được. Còn ví dụ, tôi chỉ ví dụ thôi, nếu mà lúc đấy mà Joseph mà chơi 9m ấy, mà lúc đấy mà giả sử như Joseph chết rồi nhá, đằng nào top 4 thôi, nếu mà chơi 9m thì cũng top 4 mà chuyển sang gót đỏ vẫn top 4. Thế lúc đấy Joseph chết rồi. Đấy thì cái ông Joseph chết rồi thì VN Quang Hải lại không sợ nữa rồi. Thì lúc đấy chỉ còn là cái nhà của tắc răng này thôi. Thì nói thật là cái bộ này nó đẩy nó không nhiều đâu. Mỗi lần nó có đẩy chút thôi mà. Thì lúc đấy ví dụ như ra được cái con Secret Lancer 2 sao thì lại không ngại nữa. Không ngại cái bộ Insect này nữa. Thì lúc đấy Insect chết rồi thì là xong. Thế rằng Insect này thì cứ mỗi lần gặp Beat thì đẩy một mớ rồi mà. Thì lúc Insect chết rồi thì còn solo 1v1 9 Warrior với cả cái bộ Beat này thì không ngại nữa rồi. Lúc đấy thì không ngại rồi. Trừ khi là cái thằng này nó ra là con Dust Split 2 sao thì còn sợ. Chứ còn nếu mà Dust 1 thì không có cửa nha anh em nhá. Không có cửa đánh với cả 9 Warrior đâu. 9 Warrior lại khỏe lắm. Và kể cả lên ở Dust 2 nhá, cái con Doom này nó có đồ này, nó chỉ cần Blink nó Doom vào con Dust thôi thì nói chung là cái bộ này nó vẫn không ăn được. Đấy. Chính vì thế là đây là cũng là may mắn đấy. Đây là gọi là khá là may mắn dành cho nhà Magic Double này. Bởi vì không có nhà counter. Không có nhà counter anh em ạ. Có một nhà counter thì lại bị hai nhà còn lại counter. Đấy. Hơi đen. Hơi đen cho VN Quang Hải. Anh em thấy không? Cái nhà chính ra nhá, nếu mà mọi người mà nếu mà để ý là cái nhà này nhá, hai cái nhà này là có cái, nó có counter nhau nhưng mà lại cái nhà này nó lại hơi thiệt thòi. Cái nhà của VN Quang Hải này này, nó bị hai nhà chuyển sang counter. Đấy. Chính vì thế nên là cái nhà Beat nó lại không còn cái nhà counter nữa. Nó chỉ cái nhà bị counter thì lại bị đì. Đấy, nên là nó rất là thoải mái ở trong late game. Thấy không? Nó cái này là nó cũng không biết là có quen biết gì không. Chứ có đánh cái kiểu này là đấy, anh em nhiều khi là bắp bẩn đấy. Không biết là có phải bắp bẩn không. Rồi chúng ta xem cái trận đấu khác nha anh em nhá. Việt Nam là có hai ông đây ở trong game là cũng hiện luôn này anh em này. Đấy là đây ở hiện lên ở cái trận Đông Nam Á này. Cái giải ACOT này. ACOT Season 3 ở cái vòng Đông Nam Á, ở đây nó có ghi giờ thi đấu các thứ này, nhưng mà đây là UTC cộng 8 anh em nhá. Còn chúng ta là UTC cộng 7, có nghĩa là ở đây anh em cứ trừ đi 1 tiếng thôi. 20 giờ thì nó là 19 giờ anh em nhá. Đấy thì ở Việt Nam là có kênh Game Today với kênh Mr. D là ở trên Facebook nha anh em nhá. Nếu mà anh em thấy là kênh tôi nó bị gọi là tình trạng giật lag thì anh em có thể lên Facebook anh em xem. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. À hiện tại thì chưa có trận đấu tiếp theo anh em ạ. Chưa có trận đấu tiếp theo. Hình như là phải đến chúng ta còn tận 20 phút nữa cơ. 20 phút nữa thì xem ông nào tạm nhỉ. 20 phút nữa mới có trận đấu tiếp anh em ạ. Xem ông này tạm không? À không. Dây quen thực ra là bây giờ đang đợi đấy, đang đợi để đến trận sau là có dây quen anh em nhá. Trận sau, trận tiếp theo là có dây quen đấy, thi đấu đấy, nên là chắc là chúng ta đợi cái trận dây quen, tôi sẽ livestream ở cái trận có dây quen. Đấy. À đúng rồi, còn cái
Vừa nãy là có anh em bảo là cái bộ Warrior yếu thì anh em thấy là thực ra cái trận đấu vừa rồi nó cũng không thể hiện được. Đây, để tôi cho anh em xem cái lịch sử của tôi. Anh em thấy là Warrior không hề yếu nha anh em nhá. Đây này, tôi chơi rất nhiều Warrior luôn. Đây, ví dụ như là một cái trận đấu này là đây là cái mức rank queen nha anh em nhá. Chơi ở mức rank queen, anh em cũng có thể thấy cái trận đấu là tôi chơi Warrior. Đây, anh em thấy là beat thì nó vẫn đang là top. Đấy, nhưng mà anh em nhìn này, trong trận đấu nhá, là nhiều người beat lắm. Đây này, beat ở đây nó là meta beat, nhưng mà Warrior tôi chơi là top 2. Đấy, 9m cũng không ngại này, 9m không ngại. Còn cái bộ line thì cũng bây giờ cũng đuối rồi, bộ line cũng đuối rồi. Hay bộ 9 assassin anh em có thể thấy là tôi cũng đấm được. Không yếu đâu anh em. Anh em cứ bảo là bộ 9 qua đây, 9 qua top 3 này, không yếu nha anh em nhá. Đây có một trận 9 qua này, hai trận 9 Warrior này. Đấy, có hai trận 9 Warrior, tôi chơi gần nhất của hai trận 9 Warrior. Đấy, còn thực ra tôi chơi nhiều lineup anh em ạ. Nên là nếu mà nói về cái tỷ lệ mà chơi hai trận 9 Warrior trong 20 trận thì nó là khá nhiều rồi đấy. Nó khá nhiều rồi đấy. So với cả những cái lineup mà tôi chơi, anh em thấy là nó nhiều lineup lắm. Anh em có thể thấy là tôi chơi rất là đa dạng. Chính vì thế là cái bộ Warrior nó cũng chiếm tỷ lệ nó hai trận nó khá nhiều rồi. Đây, anh em có thể thấy là những cái đội hình mà tôi chơi ở đây, anh em có thể là xem và có thể là gợi ý cho anh em để leo rank nhá. Đấy, ví dụ như là line up gọi là line up Ego Seed kết hợp với rồng này, line up sáu đỏ thì quá quen thuộc rồi này. Line up này thì anh em lại còn phải không phải gọi là suy nghĩ gì nhiều. Line up gọi là line up bí kíp của tôi, line up 4 bit kết hợp với cả 6 hunter. Đấy, bí kíp nhá anh em nhá, bí kíp của tôi chơi ở mức rank queen luôn đấy, không ngại đâu. Hay là lineup này là lineup gì gọi là 6 sát thủ đấy, chơi 6 sát thủ cũng được top 4. Hơi đen. Đấy là Insectoid top 8. Đấy anh em phải lé nhá, cái bộ nào mà tôi top 8 anh em lé ra là được. Đấy. Đấy, hay là có những cái trận mà tôi chơi là 6 phe giờ vẫn ok luôn nhá anh em nhá, 6 phe giờ này. Hai trận đấu 6 phe giờ liên tiếp luôn, top 1 luôn. Có trận đấu 6 assassin cũng top 1. Đấy, nói chung là nhiều lineup. Anh em nhá, nhiều lineup chơi được. Đấy, còn lại thì anh em có thể thấy là cái tỷ lệ mà chơi beat của tôi khá nhiều. Ở đây anh em có thể thấy là đây, hai trận beat liên tiếp này, trận beat này. Đấy. Rồi, cũng có tới 3 trận beat. Trong 20 trận thì cũng có tới 3 trận beat, hai trận Wario. Đấy, gót đỏ thì cũng đây cũng được một trận gót đỏ. Hai trận gót đỏ. Hai trận gót đỏ, thế thôi. Hai trận gót đỏ thôi, còn lại thì nó nói chung là chia ra thì nó là những cái lab khác. Đấy, thì để anh em thấy là meta này nó rất cân bằng nhá. Tôi chơi được rất nhiều lineup. Thôi rồi, bây giờ chúng ta xem đến cái xem có trận đấu nào xem tạm nhá. Đợi giải đi. Rồi chúng ta xem tạm xem là có ông nào đang chơi thì chơi hay trên quốc vương thì xem tạm anh em nhá. Một trận xong rồi đợi đến bao giờ đến giải. Anh em nhắc tôi nhá, bao giờ cái giải tiếp tục thì anh em nhắc tôi. Đấy, tôi vào tôi livestream tiếp. Thực ra thì ở trong cái buổi livestream giải này thì tôi bắt buộc tôi phải livestream giải anh em ạ. Nên là tôi không chơi ở đâu, nên là anh em bảo tôi chơi thì tôi cũng không chơi được. Đến cái giờ mà có trận đấu tôi sẽ phải livestream tiếp. Đây nó là ở trong hợp đồng rồi. Rồi, chúng ta xem tạm một trận đấu của bên top Trung Quốc đi xem nào. Trong lúc đấy thì đấy anh em có gì anh em cần trao đổi đấy, anh em cứ trao đổi với tôi nhá, nhẹ nhàng tình cảm anh em trao đổi với nhau. Rồi, xin chào các anh em mới vào nhá. Anh em hỏi cái báo cáo gì cơ? À, cái báo cáo về các cái lineup đúng không? Cái báo cáo về các cái tỷ lệ chiến thắng của các cái lineup đúng không? Thì anh em vào trong trang chủ của AutoChat thôi, anh em xem thôi nhá. Meta này là nhiều đội hình chơi 9m các thứ là ok, beat nhiều anh em ạ, chơi 9m, nhiều ông chơi 9m lắm. Xin tiếp counter 9 Warrior Kira. 9 Warrior Kira thì nói chung là
counter thì phải để xem là trận đấu đấy nó có những cái con gì anh em ạ. Và bình thường là những cái con counter chính ở những cái bộ warrior thì đấy, con Dark Spirit. Một mình con Dark Spirit là counter cả line up luôn nha anh em nhá. Anh em cứ kiếm được con Dark Spirit 2 sao là anh em counter được cái bộ warrior. Còn những cái trận đấu mà không có Dark Spirit ý, mà chơi warrior thì đấy, anh em biết phải chơi như nào đấy. Đấy, anh em muốn counter warrior thì chỉ có cách là anh em chơi warrior thôi nhá, những cái trận đấu mà không có đát. Co là xe Skelet Lancer hay là co là cái con gì đi chăng nữa thì nó vẫn sợ con Dark Spirit anh em nhá. Kira là càng chết. Anh em cứ thử chơi mà có Kira em càng chết sớm. Chơi Warrior mà không có Kira ấy, thì còn may mắn còn sống sót. Còn chơi Warrior mà có Kira ấy, gặp Dark Spirit thì như gọi bố luôn nhá anh em nhá. Cứ gặp thử rồi biết. Bộ Warrior cũng là không phải gọi là tinh vi tinh tướng gì đâu, nhưng Warrior là một trong những cái lay up mà thông thạo 10 của tôi đấy. Đấy, nói chung là một trong những cái lay up mà tôi chơi rất nhiều nhá. Trừ cái bộ ấy là Goblin là tôi không biết chơi, bộ Glide không biết chơi. Còn lại những cái bộ còn lại là tôi chơi rất nhiều. Warrior này, chơi Beast này, chơi Hunter, Hunter chơi cực kỳ nhiều luôn. Nên là anh em nếu mà nói về cái bộ Hunter mà để mà nói là counter các thứ, hiểu biết về kẹp thêm cái con gì vào để counter đối thủ các thứ thì cực kỳ biết luôn nha anh em nhá. Nên là anh em cứ yên tâm đấy, những cái bộ đấy là những cái bộ mà tôi chơi không dưới 200 trận đâu, nếu mà tính từ lúc mà bắt đầu chơi ấy. Còn cái bộ Hunter thì mỗi mùa nó rơi vào tầm khoảng 5-60 trận là chơi Hunter. God Gear các thứ chơi rất nhiều nha anh em nhá. Mấy cái bộ ấy chơi nhiều vậy đài luôn. Đấy, còn mấy cái bộ như kiểu dạng Goblin thì đéo bao giờ chơi. Goblin hay là Clyde, nói thật Clyde thì cho thì chơi thôi, hơi biết biết một tí, gọi là cho thì biết chơi, còn bảo là chơi để mà spam thì không chơi được, không chơi được bộ đấy. Spam thì có beat là spam này, beat là warrior spam nhiều, warrior beat spam nhiều. Đấy, khai một cách rất là trung thực với anh em là như thế. Gót đỏ thì nói chung là tùy, nhưng mà gót đỏ thì lâu nay tôi cũng không chơi, tôi cũng bỏ dần rồi. Beat thì một thời gian sửa farm xong bây giờ tôi cũng chả chơi nữa, tôi chán rồi anh em ạ. Bây giờ tôi chơi nói chung là mấy cái bộ nó rơi vào tầm khoảng gọi là bí kỹ của tôi chơi Neo Rank toàn bí kỹ thôi anh em ạ. Lâu rồi không được ngồi nghe anh nói phét. Cảm giác thấy hơi lạc lõng à? À thế à? Thực ra thì anh em cho tôi lời phét tí thì có làm sao. Úi rồi. Đấy, vừa mới bốc phét một tí mà đã được đô lết anh em Nguyễn Đình Hiếu rồi. Anh em Nguyễn Đình Hiếu thì hôm nay ngoài cái buổi livestream này ra thì tôi sẽ có một cái clip sau cái clip này nha anh em nhá. Sau cái buổi livestream này tí nữa tôi sẽ có clip nha, anh em nhớ anh em đón xem nhá. Tôi sẽ up sau khi mà tôi kết thúc cái buổi stream. Đấy, hôm nay là không phải là chỉ có buổi giờ stream, hôm nay là trực tiếp nha anh em nhá. Còn ra clip vào cuối tuần nữa. Đấy, thế là hy vọng là anh em sẽ tí nữa anh em sẽ xem cái buổi sau cái buổi này anh em sẽ xem cái clip của tôi. Và hôm nay tôi cũng chia sẻ cho anh em một cái bí kíp cực kỳ mạnh luôn. Đấy. Bí kíp chỉ có tiết lộ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Một cái line up mà cực kỳ hay nha anh em nhá, nhưng mà nó cũng khó chơi lắm. Đấy, nên là anh em nhiều khi là tôi cũng khuyên anh em là nếu mà anh em có muốn là thử sức ấy, anh em làm theo ấy, thì anh em chú ý cho tôi là anh em hãy chú ý đến cái cách chơi và cách xây dựng đội hình nhá anh em nhá. Chứ còn nhiều ông là ông ấy một phát ông ấy làm phát đến cuối game ông ấy xem đội hình thì không chơi được đâu, nói thẳng là không chơi được nhá anh em nhá. Nó có cái ở giữa game nó phải như nào cơ thì nó mới ra được anh em ạ. Có nhiều cái layup thế mà. Cái layup mà chưa đi đến chợ đã hết tiền đấy anh em. Tức là nếu mà anh em để ý là nếu mà anh em chơi những cái layup dạng thôi, tôi chỉ lấy ví dụ nhẹ nhàng thôi, là cái bộ Insectoid ấy, một trong những cái bộ mà lấy ví dụ dễ nhất. Đấy, là bộ Insectoid là một trong những cái bộ mà nếu mà anh em form được thì nó rất mạnh. Form được đủ đội hình Insectoid với khiến tế là đủ 2 sao. Đấy, đầy đủ 2 sao hiến tế. Đấy, rồi có những cái con 1 sao hiến tế ở trên. Đấy, rồi có co là 2 sao.
Đấy, và anh em lên được level 10 thì rõ ràng đấy là một cái bộ rất mạnh. Tuy nhiên mà để được làm được cái điều đấy thì không phải ai cũng làm được. Anh em không tin anh em cứ thử chơi Insectoid mà xem. Ở cái giai đoạn giữa game ấy là cái giai đoạn mà cái bộ đấy nó rất là toang. Để mà để đến được đến late game là anh em phải giữ máu rất tốt. Đấy, một cái bộ line up mà nó rất đắt tiền. Phải nói là thật là line up đấy là line up đắt tiền nhất ở trong game luôn. Toàn là 4 đô thôi. Toàn 4 đô và core thì nó cũng là 4 đô hoặc 5 đô. Rất đắt anh em ạ. Chính vì thế nên là cái line up đấy là một trong những cái line up mà nếu mà để mà mấy cái người mà mới chơi ấy, người ta xem ấy, người ta xem từ đầu đến cuối ở những cái clip hướng dẫn ấy của tôi ấy, người ta còn không làm được nữa là xem theo cái kiểu là tôi mới chơi, tôi muốn là xem cái đội hình này nó như nào, vào xem cái đội hình cuối game không bao giờ chơi được luôn. Đấy, có những cái lab nó như thế mà anh em. Chính vì thế là nhiều khi là đấy, nhiều khi có mấy ông mới chơi xong vào cứ trách tôi là dạy mấy cái lab này nhưng mà thực ra không chơi được, hay là kiểu như là lừa không, nhưng không có lừa. Chả qua là vì là không chơi đúng thôi, không chơi đúng kiểu. Đấy, không chơi đúng. Nó khó lắm anh em ạ, chơi nó còn phải thế nào, nó phải biết là round nào roll cái sức mạnh đội hình ở từng round một cơ. Đấy, nó là như thế. Anh em hiểu không? Hiểu ý tôi không? Một cái layup mà anh em thông thạo ấy, được gọi là thông thạo nhá. Đấy, như tôi chẳng hạn. Tôi ví dụ là nếu mà tôi đánh giá theo kiểu tôi thông thạo ấy, một cái layup nào đấy, ví dụ như là tôi chơi bộ line, bộ line tôi không bao giờ tôi nhận là tôi thông thạo ở bộ line cả. Bởi vì là tôi đéo bao giờ tôi biết là lúc nào tôi lên roll và lúc nào tôi lên dừng lại. Đấy, lúc nào nó cũng chỉ là một cái áng chừng của tôi thôi. Tức là tôi phải có lúc là tôi phải xả tiền ra để tôi roll, để tôi kiểu dạng như là tôi muốn là nó lên 2 sao để cho nó mạnh ấy. Anh em hiểu ý tôi không? Tức là cái lúc đấy là tôi có cái cảm giác về đội hình thôi, chứ không phải là về cái độ thông thạo về đội hình. Nhưng mà nhá, nếu mà nó là Hunter ấy thì khác anh em ạ. Nếu mà là Hunter nhá, tôi chỉ cần bật cái bảng này lên này. Tôi bật cái bảng này lên nhá. Tôi nhìn những cái thằng còn lại ấy, ở cái thời điểm ví dụ round 22 này. Sau đó tôi nhìn cái đội hình của tôi là tôi biết là lúc đấy là cái đội hình của tôi nó đang thiếu hay là nó đang thừa. Đấy, nó chính là cái thông thạo đấy anh em. Anh em hiểu không? Tôi lấy ví dụ nhá, như bây giờ ví dụ tôi gặp cái thằng này chẳng hạn. Đây, tôi lấy ví dụ như tôi gặp cái thằng Beat này chẳng hạn. Nhưng mà tôi đang cầm cái bộ Hunter ấy, là tôi biết được là nếu mà để tôi ăn được cái thằng Beat này này, ví dụ nhá, tôi lấy ví dụ cái thằng Trung Quốc đang ở top 8 này, nó đang có cái bộ này, nó đang rất mạnh ở đây nhá. Và tôi nhìn cái đội hình này và tôi biết được là nếu mà cái bộ Hunter của tôi ấy, cái sức mạnh của bộ Hunter của tôi nó như nào để tôi có thể cắt chuỗi được của thằng này. Đấy, ví dụ tôi là ví dụ thằng này đang nó đang có chuỗi. Thì tôi lúc đấy tôi biết được cái bộ Hunter của tôi như thế nào là đủ để có thể roll đủ để cắt chuỗi được thằng này. Thì đấy nó gọi là thông thạo nha anh em nhá. Đấy, đấy chính là cái lý do mà tại sao mà anh em thấy có những cái lúc mà tôi xả tiền rất mạnh, còn có những cái lúc tôi lại dừng lại, tôi không xả tiền nữa, là vì thế. Cái lúc mà sử dụng tiền ở cái giữa game ấy nó quan trọng lắm. Đấy, vừa đủ tiền để giữ được máu, vừa đủ tiền để cắt được chuỗi, vừa đủ tiền để chúng ta có thể sống sót được. Thì đấy nó là thông thạo, anh em hiểu không? Đấy chính là lý do mà tại sao tôi mới nói anh em là để mà xây dựng được cái đội hình ấy mà nó chuẩn theo kiểu của tôi là khó lắm. Nó khó vãi đái luôn. Nó phải thông thạo anh em ạ. Thế nên là anh em nhiều khi anh em bắt chiếc, anh em bảo là không được thì đúng rồi, làm sao mà được. Làm sao mà được, khổ. Được thì nó lại phải cả quá trình ấy. Anh em nói chung ấy là anh em có thể là anh em được đến 70-80% thôi, chứ còn anh em bảo anh em giống hệt tôi thì khó lắm. Nó còn là cả lấy đồ như nào, xếp đội hình như nào. Đấy, và cái điểm rơi của đội hình nó quan trọng lắm nhá. Ví dụ như là cùng một cái đội hình giống hệt tôi nhưng mà nó ở round 20 ấy, hay là nó ở round 30, nó khác nhau anh em ạ. Nó đéo giống nhau đâu anh em ơi. Anh em đừng có nghĩ là cái đội hình này nó giống hệt tôi. Đúng thật, nó giống hệt tôi nhưng mà nó lại khác round. Nó lại khác round anh em ạ. Anh em có một cái đội hình giống hệt nhưng mà cái round của anh em nó lại đang là ở cái round 30. Ôi dồi ôi, cái round của tôi nó mới chỉ là cái round 20 thôi, thì cái đội hình của tôi nó đã như thế rồi. Anh em hiểu không? Lên round 30 cái đội hình của tôi nó khác. Đấy, chính vì thế là cái điểm rơi của cái đội hình ấy ở trên cái bàn cờ ấy so với cái round mà anh em đang chơi ấy nó quan trọng lắm. Đấy, chính là cái lý do mà tại làm sao mà anh em thấy là anh em chơi nó khác tôi. Ok, xem thằng Beat này. Bây giờ có rất có hay kiểu là kẹp hai Glacier, kẹp Doom rồi nhá. Dùng đồ cho Doom, đánh nhiều với God anh em ạ.
Đấy. Em xem qua một lần là biết chơi. Ôi rồi, thế thì em lại nói chung là đấy nó gọi là tư chất đấy, có tư chất em. Đấy, thế gọi là cũng là có tư chất chơi đấy, cũng là chất chơi đấy. Rồi. Glacier kẹp Doom này bây giờ mạnh lắm. Tôi dự đoán nhá, thằng này khả năng top 1 cao anh em ạ, khả năng top 1 cao. Bây giờ nó có cái kiểu này là chơi nhá. Đây là thực ra là cái đội hình mà kiểu là hai Glacier ấy, kẹp Doom với cả 6 bit ấy, nó là một cái đội hình mà lâu lắm rồi. Ngày xưa rồi, nhưng mà bây giờ ấy chơi kiểu này này quay trở lại hay đấy anh em ạ, mạnh đấy. Tôi thấy rất nhiều người chơi như này nhá và nó rất hiệu quả luôn. À xong rồi anh em. Được rồi, ok ra nhá. Ra nhá. Ok ok ok, có giải rồi đúng không? Ok. Đâu giải đâu, giải đâu, giải đâu, làm gì đã có giải. Giải đâu nhở? Nguyễn Trọng Trải. Chưa có giải nhá. Nguyễn Trọng Trải bố láo đúng không? Thích comment lừa đúng không? Bàn luôn. Bàn luôn Nguyễn Trọng Trải. Vớ va vớ vẩn. Chưa có giải mà kêu là có giải rồi. Đây vẫn còn ở ngoài đây. Ông nào comment kiểu như Nguyễn Trọng Trải thì xác định bàn luôn nhá anh em nhá. Tôi dễ tính nhưng mà không dễ dãi đâu. Thôi được rồi, lại vào xem mấy vậy. Chiến quốc dưa vương. Cái trận vừa lấy này, cái trận đéo nào nhở? Đây trận này đúng không? Lừa ban luôn, đéo nó nhiều. Ôi đâu rồi, không phải trận vừa lấy anh em ạ. Cay nhở, đang xem dở cái thằng beat. Nó phải đến đúng giờ là 8 giờ đấy anh em. Ok. Tôi đang muốn xem cái thằng beat kẹp Doom anh em ạ. À. Mẹ. Đùa. Ôi, xong rồi. Dê quen đang chờ à? À thế thôi, ra đợi. Đợi tí vậy. Thôi đợi tí vậy. Khổ. Bây giờ ra xem cái trận này thì nó không thích lắm. Thôi đợi tí anh em nhá. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Đợi tí nhá. Ở trong lúc đấy thì anh em lại có cái gì anh em lại hỏi vậy nhá. Thì tôi pha cốc cà phê uống tạm. À hình như vợ tôi mua nước cho tôi, để tôi xuống tôi lấy nước đã nhá anh em nhá. Rồi anh em có gì thì anh em cứ comment đi, tôi trả lời anh em. Và tôi cũng xin nhắc lại nhá là hôm nay nhá vẫn có giải thưởng là 3 cái hòm đấy. Ai anh em là may mắn này, tôi quay may mắn anh em đấy, random các anh em chat ở trên kênh chat mà anh em có chat nhá anh em nhá, là anh em sẽ có cơ hội là nhận được là 3 cái hòm. Trị giá mỗi hòm nó là 10 đồng Dragon Let Coin nha anh em nhá. Đấy anh em làm hôm trước anh em nhận được giải rồi thì anh em confirm ở đây nhá. Hôm trước là có Luffy này, F Luffy này, có Hoàng Hồng này, đấy, có ai nữa, có Asen. Tôi quên mất rồi nhưng mà đại loại là hôm trước hai hôm là có 8 người là nhận được giải ở đấy. Và những cái giải anh em hôm trước đây anh em Khoa đúng không? Anh em Khoa Phạm hôm trước trúng đúng không? Đấy là mỗi anh em là hôm trước là thế nào mà lại rất là may mắn. Là các anh em lại được là tặng tới 10 hòm cơ anh em ạ. 10 hòm Dragon Led là... À sorry anh em, cái 10 cái hòm đấy là nó có trị giá là tới 100 Dragon Led Coin cơ. Đấy mà Dragon Led Coin thì anh em cũng biết là một Dragon Led Coin là nó tính là một nhân dân tệ đấy. Anh em đổi ra Việt Nam thì là bao nhiêu tiền? Đấy, một nhân dân tệ mà đổi ra Việt Nam là nó cũng to tiền phết đấy chứ nhở. Đấy 100 Dragon Led Coin. May mắn thật, nó không hiểu tại sao mà hôm đấy nhà phát hành nó lại trao giải nó lại... Thì đéo nào nó lại trao thành 10 cái hòm liền. Nhưng mà hôm nay thì chỉ còn 3 hòm thôi nhá anh em nhá. Rồi thôi được rồi, bây giờ tôi đi tôi lấy nước này nhá anh em nhá. Đấy mấy hôm trước là 8 ông hôm trước là mỗi ông là được là tận 10 hòm liền. 8 ông, có 8 ông anh em ạ. Thôi tôi lấy nước đã nhá anh em nhá.
Đâu có giải nhá nhờ. Rồi tôi quay trở lại đây. Đấy ơi, có giải anh em nhá. Đâu rồi, dây quen đâu rồi, dây quen đâu rồi. À đây, vào xem ở đây, tôi có ở đây. Đây, vào xem đây, xem chiến luôn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cổ vũ cho dê quen nha anh em nhá. Ui, có 6 người thôi à. Ui ôi, lại còn có 5 người đấy anh em ạ. Còn có cả, chơi với cả máy như này thì thôi, thôi, thôi xong à. Đấy rồi. Anh em hỏi là làm thế nào để bán hòm, bán dễ mà anh em. Bán thì anh em muốn bán là anh em muốn bán để anh em lấy cái Dragon Let Coin, hay là anh em muốn bán để anh em lấy tiền Việt. Đấy. Có hai cái, một là anh em bán là để lấy Dragon Let Coin, sau đó anh em lấy cái tiền đấy anh em mua đồ trong game. Hai là anh em có thể lấy anh em có 10 cái hòm đúng không? Anh em hôm trước anh em được Tiến Đạt có phải là em được nhận 10 hòm không? Hay là được chỉ nhận được 5 hòm? Anh em thử confirm lại cho tôi em nhá. Nếu mà Tiến Đạt được 10 hòm thì em bán một cái hòm đi cho anh. Đấy, bán một hòm đi thì anh em sẽ được là 10 Dragon Let Coin. Thì cái 10 Dragon Let Coin đấy em sẽ mua được là 10 cái chìa khóa, 10 cái chìa khóa để mở cái hòm, để mở 9 cái hòm còn lại nhá. Đấy. Đơn giản đấy thôi. Thì có chìa khóa là mở được hòm. Còn nếu mà em không muốn mở hòm ý, em muốn là bán để lấy tiền ý, thì em bán hết hòm đi, em bán toàn bộ 9 cái hòm ấy đi. À 10 cái hòm ấy đi, xong rồi em đổi ra là được 100 Dragon Let Coin đúng không? Thì em có cái tài khoản gọi là PayPal ấy, PayPal ấy. Đấy nó có, nó chỉ chuyển, nếu mà Việt Nam thì chỉ chuyển qua được PayPal thôi. Thì đấy, thanh toán qua PayPal thì em có thể là đổi cái tiền đấy vào trong PayPal, ở trong tiền Dragon Let Coin ấy là chuyển sang tiền nhân dân tệ, hoặc là có cái WeChat ấy, hình như là có WeChat cũng đổi được. Thì đấy, xong rồi chuyển qua PayPal, sau đó thì chuyển về tài khoản ngân hàng của Việt Nam là xong. À 10 khóa mở một hòm à? À 10 khóa mở một hòm. Nhưng mà 10 Dragon Let Coin là mua được là bao nhiêu khóa nhỉ anh em nhỉ? Tôi cũng không nhớ. Mười hòm. Ừ. Hình như là 10 Dragon Let Coin là mua được là 10 khóa đúng không? 10 khóa đúng không? À 100 khóa. Hình như thế anh em ạ, tôi nhớ là 1 Dragon Let Coin đã mua được 10 khóa rồi. Anh em ạ. Cái khóa đấy nó rẻ không ấy mà. Cái khóa đấy nó rẻ không mà. Nhưng mà tôi ấy, thì theo tôi ấy, nếu mà kinh nghiệm của tôi nhá, anh em mở hòm ra ấy, nó được đồ xịn ấy, anh em bán nó đắt hơn. Anh em đừng bán hòm anh em ạ. Anh em chỉ bán một cái hòm nếu mà anh em không có tiền để mua xu ấy, anh em không có tiền để mua chìa khóa ấy, thì anh em bán sao 8 xu mà được có một chìa thôi á. Đâu làm gì anh em, 8 xu được có một chìa, 10 chìa chứ nhở, 10 chìa đúng không? 0,8 là được một chìa. À đấy, 8 đồng là được 10 chìa đúng rồi. Thì theo tôi là nếu mà anh em bán thì anh em chỉ bán một hòm thôi. Sau đó anh em xoay ra đồ ấy, đồ xịn thì anh em bán anh em còn được nhiều tiền hơn cơ. Cái hòm đấy nó chỉ có 10 thôi đúng không? Nhưng mà anh em xoay đồ ra ấy, ví dụ anh em xoay ra được mấy cái bàn cờ đắt tiền ấy thì anh em bán anh em còn được 1.000 Dragon Let Coin ấy. Nếu mà may mắn. Ui rồi, có anh em đã đăng ký hội viên này. Cảm ơn anh em Bùi Đình Tuyển nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ui rồi, 8,8 xu mới được 10 chìa quá. Đắt vậy quá. Ui rồi, thế thì đắt quá. Thôi rồi, sang nhà xe quen ra được 2 con gấu à. Ngon. Anh em lại không biết rồi. Asen không biết là còn xem kênh không nhở. Bảo anh em Asen anh em confirm nhá. Anh em Asen anh em có xoay ra được đồ xịn đấy anh em ạ. Hôm trước bán đăng là bán là 1.500 coin cơ mà. Ra là cái đồ mà đăng bán là 1.500 coin cơ mà anh em. Hôm trước là may mắn là trong 10 cái hòm đấy anh em Asen anh em luôn ra được cái món đồ trị giá là 1.500 coin. Đấy anh em thấy không? Tức là vẫn có tỷ lệ là anh em luôn ra được mà, may mắn mà. Đấy, tức là cái món quà ở trong cái buổi livestream này của tôi thì không đơn giản, nó chỉ là hòm đâu anh em nhá.
Mà nếu mà may mắn anh em có thể roll ra được cái đồ ngon thì nó sẽ là rất là may mắn đấy. Mà cái việc mà anh em may mắn trúng được cái giải hòm ấy là đã là may mắn rồi anh em ạ. Tức là cái ngày hôm đấy anh em đã may mắn rồi. Thì anh em cứ roll đi, anh em đừng ngại nhá. Anh em cứ roll đi. À, để xem là cái phòng này thì như nào đấy. Nhưng mà trông có vẻ như là khá là nhẹ nhàng. Người chơi có cả AI ở trong này chơi này thì nhẹ nhàng quá nhở. Mà không có Việt Nam xếp vào lại đánh với cả toàn Indo này, bọn này chơi kèm lắm anh em. Đông Nam Á thì Việt Nam là vô địch rồi còn gì nữa. Như cái lobby vừa lấy thì nó gắt hơn nhiều anh em ạ. Cái lobby vừa lấy thấy toàn Việt Nam gắt thật. Dê quen này là một trong những cái tôi là một trong những cái fan hâm mộ ở dê quen ấy. Ngày trước là hay xem lắm. Hồi mà còn đánh giải thế giới ở Trung Quốc ấy là xem nhiều. Tầm này thì mới bắt đầu quay trở lại game thôi. Tôi nghĩ là cũng là cái này chắc là cũng là một phần là do bên The Rodo là có những cái chính sách dành cho streamer, chính sách là khuyến khích streamer livestream cái game này rồi trả tiền đấy anh em. Tôi nghĩ là như thế. Đấy, trả một cái mức lương cố định hàng tháng để duy trì cái công việc này. Thực ra công việc này tôi phải chia sẻ với anh em là công việc livestream ấy nó là một trong những công việc nó rất là khó khăn. Đấy, không phải ai cũng làm được. Bản thân tôi là cũng đã từng livestream, cũng đã từng làm streamer thử một thời gian mà tôi thấy là nó cực kỳ nó khó khăn. Đấy, vất vả. Đấy, mà thu nhập thì nói chung là nó không ổn định anh em ạ, không đáng là bao nhiêu. Chính vì thế là đấy nó cái dạo gần đây nó cũng có nhiều anh em hỏi tại sao tôi không livestream nữa. Là bởi vì thế, là bởi vì là làm livestream này thì thực ra là nó không ăn thua đâu anh em ạ, mà nó mất thời gian lắm. Đấy, ngồi thì thực ra anh em cũng biết là tôi làm clip, tôi up lên YouTube ấy, thì tôi làm nó đỡ mất thời gian hơn nhiều. Nó chỉ mỗi ngày nó một trận thôi. Ngồi làm nhanh một trận, tàu nhanh. Hàng ngày ví dụ những cái thời gian rảnh rỗi làm một trận xong rồi là có clip. Clip top 1 đối với tôi thì nói thật với anh em là nó cũng không khó để mà làm một cái clip top 1. Đấy. Thì nó cũng đơn giản, mỗi ngày tôi chỉ mất khoảng, nói chung là nếu mà mắc tối đa thì nó cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng nhá, để cho cái công việc là làm YouTube thôi. Còn những cái thời gian còn lại tôi làm cái khác. Đấy, còn nếu mà ngồi livestream thì anh em cũng biết mà, ngồi nó lâu lắm, ngồi thời gian nó ngồi vào cái màn hình vi tính, nó ngồi chơi game mất rất nhiều thời gian. Đấy, và nó mụ mị cái đầu óc á, nó chơi nhiều nó mụ mị cái đầu óc ra. Đấy, cái đầu óc đấy thực ra nếu mà livestream xong ấy nó mệt rồi, nó cũng chả làm được cái gì nữa. Thật. Tôi phải nói thật với anh em là ngồi livestream này này nó căng thẳng lắm, nó vừa là chơi game, nó lại vừa phải tương tác với cả người chơi, à người xem. Đấy là còn phải nghĩ nội dung để nói. Nó căng thẳng lắm anh em. Nhiều khi là như có những cái trận đấu mà anh em biết là ngày trước là livestream là nhiều khi là còn bị săn. Đấy là bị vào là người ta săn, người ta vào người ta săn ở trên buổi livestream ấy, người ta săn người ta đấm tôi. Đấy, hay đấm những cái người live stream khác. Streamer khác. Thì nó rất là căng thẳng. Đấy, làm việc rất căng thẳng. Ức chế, khó làm lắm anh em. Đấy mà công việc làm thì không có lương, không có tiền mà lại mất thời gian nhiều, lại mệt mỏi thì không ai làm cả anh em ạ. Chính vì thế đây là cái tôi đánh giá là những cái người mà theo được ấy, nó phải nói là cực kỳ là đấy. Đấy, ví dụ như bây giờ là anh em thấy là dụng hết rồi. Dụng hết rồi, còn mấy ai đâu, còn mấy ai livestream nhỏ này đâu mà. Ít lắm. Nếu mà nói là streamer auto chat thì tôi bây giờ tôi biết mỗi bit tự đi. Còn ai ở đâu nhỉ? Hết rồi đúng không? Chả còn ai. Khó. Đấy, mà nếu mà bây giờ nhà phát hành mà cũng biết được là khó khăn của anh em streamer đấy, thế là cũng gọi là tạo điều kiện để cho các anh em streamer game này là có thêm thu nhập. Thực ra là nhà phát hành cũng không có nghĩa vụ là phải trả tiền nhá anh em nhá, không có nghĩa vụ là phải trả tiền để streamer chơi trò này. Đấy, nhưng mà tôi nói thật là đây nó là lợi là cả hai thôi. Đấy, Dorodo bỏ tiền ra để cho các streamer vào livestream có thêm thu nhập cho streamer, nhưng mà bù lại thì con game này nó được PR, nó được quảng cáo, nó được nhân rộng lên, nhiều người biết hơn, đúng không? Hello, chào Đặng Minh Trung nhá. Anh livestream được khá lâu rồi. Anh livestream từ 7 giờ. Đấy, bây giờ là 8 giờ 13 phút, hơn tiếng rồi.
Bên Trung Quốc nghề livestream cũng nghỉ hết rồi. À thế à, đấy anh em biết là bên Trung Quốc nó còn như thế, bên Việt Nam thì làm sao mà đỡ được. Nhưng mà đây là bên Trung Quốc là nghỉ nghề livestream game nói chung hay là nghỉ auto chat? Còn Mr. đi duy nhất trên Facebook. Đúng rồi. Còn lại tôi không biết. Thực ra thì livestream trò này nói chung là nó cũng ít người xem ấy anh em. Livestream nó cũng ít người xem ấy. Một streamer là nó phải nhiều người xem, nhiều tương tác. Đấy. Nhiều tương tác, nhiều người xem. Thực ra thì nhiều người xem thì nó sẽ có nhiều người là trong cái tỷ lệ người xem nhiều thì nó sẽ có nhiều người là người ta ủng hộ, người ta donate cho. Đấy thì thu nhập là nó kiếm ở đấy. Cái streamer ấy thì tôi phải nói thật với anh em là thu nhập chính ấy của người ta nó chính là cái donate ấy, chứ còn cái tiền lương ấy để mà trả để gọi là ký hợp đồng Facebook nó còn ít lắm anh em, mà nó còn trừ nhiều ấy chứ, nó còn trừ phần trăm các thứ đấy anh em, chứ nó không đơn giản đâu. Facebook là thứ nhất là không phải làm việc trực tiếp mà làm việc là qua gọi là cái bọn, nó gọi là cái bọn gì nhỉ, OTA đúng không, OTA Network đúng không, thì riêng cái bọn đấy nó đã trừ phần trăm rồi, làm việc qua trung gian là đã bị trừ cắt phế rồi, cắt phế bao nhiêu phần trăm thì tôi không biết, nhưng mà nói chung là càng tên tuổi lớn ý, thì người ta càng được cắt ít. Đấy, còn những cái người mà mới livestream kiểu mới vào nghề hay là làm streamer theo cái kiểu là cũng trẻ cũng mới thì nói chung là cắt nhiều lắm anh em ạ. Tôi nghĩ là cũng phải 30-40% đấy. Tức là streamer thì làm thì mất tới 10 đồng thì mất tới 4 đồng rồi. Đấy, nhưng mà ngồi stream thì cũng tốn tiền đấy, chứ cũng không phải là không có mất tiền đâu anh em nhá. Tốn tiền phết đấy. Tiền ví dụ như ông nào mà VIP Pro ngồi phòng điều hòa đấy, bật máy thì anh em tính sơ sơ cái cạc màn hình, tôi ví dụ nhá, lấy cái cạc giống của tôi chẳng hạn. 3060 Ti. Đấy. 3060 Ti thì dùng nguồn nó rơi vào tầm khoảng, công suất thực thì nó rơi tầm khoảng 650W. Đấy, còn công suất đều thì cũng phải mua nguồn khoảng 750W. Thì đấy, cái nguồn như thế thì tốn điện nhiều lắm anh em. Mà ngồi livestream ngày nhá là phải 8 tiếng, làm như làm hành chính. Đấy, ui có ai đồ lên à? À, Đặng Minh Trung, cảm ơn anh em Đặng Minh Trung đã đồ lên nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi không nhắc đồ lên đâu, khổ. Tôi đang chia sẻ vấn đề hôm nay tôi nói rồi. Cái buổi này thực ra là nếu anh em donate cho tôi thì tôi cũng vui thôi. Còn nếu anh em không donate thì tôi cũng có lương anh em ạ. Tôi có lương mà. Mà tôi cũng khoe luôn là cái lương mà tôi livestream cái giải này này nó còn nhiều hơn cả cái lương của cái ông mà top 1 cái giải này. Đấy, tôi nói luôn. Thế nên là anh em không phải lo cái vấn đề tại sao mà tôi livestream, tôi thực dụng lắm. Không có tiền gì livestream. Rồi rồi rồi. Khiếp, chơi trò này mà tận 3060. Không phải, anh lại nhầm rồi. Không phải chơi trò này nha anh em nhá. Tôi nói rồi, cái trò này nó đâu phải cái công việc chính của tôi đâu. Anh em biết tôi làm đồ họa nó cần máy nó phải như nào không? Tôi làm nội thất, tôi render nội thất ý. Máy nó phải cực khủng anh em nhá. Mà chưa kể nhá, tôi còn biên tập phim. Đấy, tôi biên tập tôi dùng là Adobe Premiere. Nó cần cái cạc màn hình rất là xịn. Anh hiểu không? Nếu mà anh em mà ở trên kênh chat mà anh em làm đồ họa thì anh em hiểu ngay vấn đề. Anh em mà làm kiến trúc sư này, thiết kế nội thất này, hoặc anh em làm đồ họa liên quan đến editor, video editor ấy, là anh em hiểu ngay ra. Đấy, tôi nói phát là biết ngay. Nó gọi là, đây nó gọi là cái 3060 ấy. Nó gọi là con hàng bình dân nhất rồi đấy anh em. Nó gọi là phổ cập rồi đấy. Tôi gọi là tôi làm cái nghề của tôi là tôi phải mua, tôi phải chọn là tiết kiệm nhất rồi đấy. Chứ còn nếu mà mấy ông khủng thì nó phải chơi phải khoảng 3080. Hoặc là chơi như cái con cạc ngày xưa ấy, cái con 1080 GTX ấy. Ui dồi ôi, cái con đấy nó huyền thoại luôn. Ngày xưa mua phải 20 củ. Hơn ấy. Tôi nhớ là cái đợt mà nó mới ra nó chắc cũng phải 25 củ. Đồ lết thì quý anh, đúng rồi, Đặng Minh Trung thì lại chả quý tôi. Quý nhất trong game luôn. Quý nhất trong các anh em fanpage, các anh em hội viên. Đấy, anh em hỏi anh em cùng nghề biết. Có gì đâu, đây anh em Trần Đức Hùng à. Hỏi xem là gender đồ họa thì nó cần như nào. Còn chơi game thì tôi có phải mua để chơi game thôi anh em.
Tôi nói rồi là tôi chơi game, tôi không chơi game, tôi chơi game ít lắm anh em ạ. Theo tôi được biết là cái cách mà nó đánh số ấy ở trong cái bọn mà Nvidia ấy, nó đánh số ấy thì là cái đầu mà đầu lẻ ấy, ở đằng sau ấy. Đấy, cái đầu lẻ là cái đầu mà nó không đắt bằng đầu là đầu chẵn thôi anh em. Cái loại mà ví dụ như là 3090 ấy là nó không xịn bằng 3080 đâu nha anh em nhá. Đấy, 3080 nó là xịn nhất. Đấy, còn 3060 thì nó yếu hơn một chút. Còn ví dụ 3070 hay là 3090 ấy thì nó là số lẻ anh em ạ. Thì theo tôi được biết là cái cách đánh số ấy là cứ số lẻ thì là kém hơn. Thế thôi, còn không biết là có đúng không nhá anh em nhá. Đấy anh em, có anh em Kiệt Lê còn làm quả Max Studio Full Option còn 162 củ ấy kìa anh em kìa. Rồi, xe quen này cho vào cái lobby để chơi dễ quá nha anh em nhỉ. Nên thế này biết kẹp với cả ba assassin gấu thì vô địch rồi. Bây giờ xin cái con gấu assassin 2 sao cho em. Đó. Thực ra là bây giờ chúng ta đang xem là ở cái server của bên Trung Quốc đấy anh em ạ. Cái bọn này nó tổ chức giải là cái server này nó để ở Trung Quốc này. Chính vì thế nên anh em thấy là cái FPS của tôi là nó chỉ dao động nó khoảng 80 thôi. 80 đến 70 thôi, nhưng mà nếu mà chơi ở server châu Á là nó lên là đến 120 đến 160 đấy. Máy tôi ấy, nếu mà chơi ở server châu Á mà cái đường truyền mạng nó tốt ấy, cái ping nó tốt là cái FPS này nó cao lắm. Mà anh em thực ra thì với anh em xem YouTube ấy, với anh em xem YouTube thì nó không hết được cái tốc độ của cái màn hình đâu. Ở nếu mà tôi mà xem ở trên máy của tôi này là cái tốc độ là 120 FPS là nó luột hơn rất nhiều so với anh em xem ở trên livestream đấy. Anh em xem livestream thì YouTube ấy nó mắc tối đa của nó là nó chỉ được là 60 FPS trên giây thôi. Đấy, nên là bây giờ tôi phát là đang ở cái nó gần là 90 đúng không? 90 FPS thì anh em cũng không xem được hết. Anh em không xem được hết cái tốc độ của cái độ luột của cái máy của tôi đâu. Đấy, còn nếu mà anh em xem trực tiếp ở trên màn hình của tôi ấy thì nó luột lắm anh em ạ. Tốc độ của những cái đòn đánh hay là những cái chuyển về animation của nó là nó lên tới là 120. Đấy, nó lên tới 120 khung hình trên giây. Tức là cái tiêu chuẩn của nó là 30 thôi thì của tôi là nó gấp tới 4 lần. Nên là nó ruột lắm. Đấy. Càng máy xịn thì đánh càng nhìn nó càng sướng anh em ạ. Tuy nhiên là cái màn hình nó cũng phải đáp ứng được nha anh em nhá. Còn màn hình mà nó không đáp ứng được 120 thì xem nó vẫn thế thôi. Các màn hình bình thường thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 60 FPS thì anh em cũng chỉ xem được là như là anh em đang xem ở trên YouTube. Thì bây giờ chúng ta đang chơi, nói chung là xem Zé Quen chơi. Đấy anh em, Zé Quen thì bây giờ sắp quay trở lại. Tôi nghĩ là nếu mà lương lậu các thứ mà ổn thì sẽ quay trở lại làm cái game này đấy. Và livestream cũng là một trong những là người livestream game này. Tôi nghĩ là anh em sẽ sắp tới là sẽ, đấy là một cái niềm vui khi mà anh em có thêm một cái sự lựa chọn để anh em có thể xem stream đúng không? Quá hợp lý. Ui giời, có anh em donate nhưng mà tôi không biết ai. Anh em donate ở trên có anh em donate ở trên tài khoản ngân hàng BIDV. Anh em nào vừa donate cho tôi ấy nhở? Cái FPS này là vì là ở tôi xem là ở đây là cái mạng của bên Trung Quốc đấy anh em. Tôi giải thích rồi mà. Anh em sẽ từ lấy giờ tôi nói mà anh em đéo nghe cái gì à? Đùa. Nói từ lấy giờ không nghe, không hiểu à? Bây giờ đang xem là ở cái server Trung Quốc nó bị lag anh em. Cái đường truyền của nó không đủ để nó lên tới là 120 anh em hiểu không? Đấy, chứ còn bình thường anh em có thể xem những cái clip mà tôi làm ấy thì nó lên là được 120 đấy. À tôi à, tôi à, đây rồi. Mai Anh Tài, cảm ơn Mai Anh Tài nhá. Mai Anh Tài đúng không? Tên anh em không có dấu, cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi như này vô địch rồi anh em ạ, dễ nhỉ. Đùa chứ thật đấy. Lại có hai ông Zé Quen gặp nhau. Ảo thật sự.
Anh em có vừa nhìn thấy cái gì không? Vừa nhìn thấy hai ông dê quen gặp nhau không? Gặp được chính bản bản sao của chính mình luôn. Thề. Công nhận. Xem dê quen đánh đơn giản thật. Căn bản cái hồi mà tôi xem dê quen thì trình độ tôi nó cũng kém ấy, nên là xem dê quen đánh lúc đấy nó bay á, trông sướng á, trông cảm giác mà mình cũng chả hiểu tại sao cơ. Mình xem mình cũng chả hiểu tại sao đấy. Bây giờ xem thì cũng hiểu được tí rồi, nói chung là xem là biết ý đồ rồi, cũng đọc được ý đồ. Ngày trước xem thì hồi mới chơi xem không hiểu ý đồ là gì luôn, nhưng tôi cũng giống như là anh em thôi mà. Ngày trước tôi cũng là cái người mới chơi đấy, thì cái hồi mới chơi tôi cũng không biết chơi, thì tôi cũng như anh em xem người ta chơi hay quá nhưng mà cũng chả hiểu người ta chơi cái gì. Công nhận cái bộ beat này khỏe thật đấy anh em ạ. Trông cái bộ beat này chưa đủ 6 beat nhưng mà cái con gấu assassin 2 sao nó có chém lan, búa xét, nó làm tất cả rồi. Ở đây có cả cái cướp điên nữa, khỏe quá anh em ạ. Thực ra cái con này nói thật là con này nó tương đương với một cái con 5 tiền đấy, con tướng 5 tiền đấy anh em. Con này lên 2 sao nó mạnh lắm, gần như là giữ đến late game luôn. Chơi cái con gấu assassin đến late game luôn cũng chả cần phải đổi đâu, chuyển co làm gì đâu, cứ có đồ thôi là phang hết anh em ạ. Trừ một vài cái đội hình nó khó quá như cái đội hình gót đỏ thôi. Nếu mà chơi gót đỏ, gặp gót đỏ là tôi nghĩ là sẽ phải đổi. Về căn bản là cái con Ember Spirit này này. À con này con gì? Ember Blade. Con Ember Blade này nếu mà nó gặp gót đỏ ấy là một cái lần mà nó tung skill là nó không giết được địch ấy. Đấy, gót đỏ nó nhiều máu mà anh em. Chính vì thế là nếu mà gặp cái con bọn gót đỏ thì thường là sẽ chuyển không chơi con này. Đấy, còn nếu mà không có gót đỏ thì gặp Beast hay là gặp Assassin hay là gặp mấy cái bộ nó mỏng ấy, như là bộ Mết thì chơi con này sướng lắm anh em ạ. Con này gặp Hunter thứ thì quẩy rất nhanh. Cái con Ember Blade này, cái con gấu xin này, anh em so sánh với con cáo ấy thì tôi trước đây là tôi cũng có một cái clip tôi so sánh hai con đấy rồi. Thì thực ra thì nếu mà nói về sức mạnh hai con ấy thì không con nào mạnh hơn con nào đâu. Nó và tùy vào cái đối thủ thôi anh em ạ. Có những cái đội hình mà cái con cáo nó lại mạnh hơn. Có những cái đội hình, tôi lấy ví dụ nha, nhưng nếu mà anh em gặp, anh em chơi beat đi, anh em gặp cái bọn 9 Feather. Bọn 9 Feather thì cái con gấu này nó lại không mạnh anh em ạ. Đấy, mà lại phải là chơi bằng con cáo. Con cáo thì thứ nhất là cái chọc của con cáo nó chọt cho bọn Feather thì nó không bị trượt là một này. À, chắc chắn là nếu mà nó chọt vào người là trúng. Thứ hai là gì? Thứ hai ấy, là cái con cáo ấy là nó không có phải là giết người để nó có thể giảm cooldown skill, mà nó cứ hết cái cooldown là nó xoay thôi, là nó có thể tung trưởng được luôn. Đấy. Còn cái con Ember này thì khác. Con Ember này thì nó lại bị một cái là nếu mà nó chém trượt, riêng gặp cái bọn 9 Feather ấy, nó chém trượt nhá, là nó sẽ chém trượt mãi đấy anh em. Nó sẽ không nhảy được phát nào đâu. Bởi vì nếu mà khi mà cái BKB nó hết ấy, trên người con này thậm chí là không có BKB. Tôi lấy ví dụ như nếu mà nó chính cái con này mà gặp 9 hẹp này thì nó sẽ bị hút mana. Nó sẽ hút mana đến khi mà nó chết thì thôi. Nó sẽ không chém được phát nào đâu anh em ạ. Trừ khi nó có một cái chống Feather, chống trượt ấy, mà nó phải là ở cái cấp cao nhá, tức là nó phải là cái gợi như ý ấy, thì may ra có cửa đánh được 9 hẹp. Chứ còn nếu mà ví dụ nếu lấy cái con này mà chơi với cả 9 hẹp ấy là thua đấy. Đấy, còn nếu con cáo thì khác, con cáo thì thực ra nếu mà đánh 9 hẹp nhá, con cáo nó chỉ cần là nó lăn được thôi là nó chọt được. Còn con này thì thực ra là nó chém trượt một cái ấy, là nó không bao giờ nó tung trưởng được luôn anh em ạ. Con cáo đi khác, nó lăn được một phát là nó chắc chắn nó chém trúng. Nó chọt được phát là nó chém trúng, là nó đầy mana luôn, là nó chọt phát thứ hai. Còn con này thì khác. Đấy là lý do tại sao mà tôi nói là hai con nó có những cái thế mạnh riêng ở những cái đội hình khác nhau.
Cooldown con này đúng là ngắn hơn. Đúng, chính xác. Không, không ngắn hơn anh em ạ. Thực ra con cáo này, con cáo này ở level 2 là bao nhiêu nhỉ? Đâu xem nào. Đây. Cáo level 2 7 giây à? Thực ra là cái ngắn hơn thì đúng là ngắn hơn. Đấy, nhưng mà anh em biết tại sao tôi nói là nó không tung trưởng được không? Là bởi vì là nó chém trượt ấy, nó không tăng được mana. Cái con này này nó không tăng được mana. Trong cái con cáo ấy, khi mà nó tung được cái trưởng đầu tiên ra ấy, là nó chắc chắn là nó đánh trúng, anh em hiểu không? Tức là nó đầy mana luôn. Nó đã chọt trúng là nó sẽ đầy mana. Còn cái con này này nó chém trượt ấy, là nó sẽ không có mana để nó tăng. Mà cái mana của nó tăng là nó phụ thuộc vào cái việc là nó bị đấm thôi. Đấy, mà nó bị đấm ấy thì nhiều khi là nó bị hút mana bởi cái con Saudivo ở trong cái bộ chín đẹp ấy, anh em ạ. Đấy, con cáo này nhiều khi là với cả có một cái lửa ấy, đấy là cái ôm cọc này. Con cáo nhá, nhiều khi nó ôm vào cái cọc ấy, xong đến lúc mà nó lăn ấy là nó lăn nó ra ngoài cái cọc. Trong khi đấy con gấu này chả may mà nó bớ đúng vào cái vị trí cái cọc ấy, nó chỉ có đứng nó ôm cọc đến chết thôi anh em. Nó đầy mana thì nó cũng đúng ở vị trí cái cọc nó đánh thôi. Đấy, mà đánh vào cọc thì nó sẽ không tăng được mana nhá. Còn cái con cáo này thì thực ra là nếu mà nó chả may mà nó đứng ở đúng với vị trí cái cọc ấy thì nó có thể lăn ra chỗ khác và nó chọc. Đấy, nó sẽ không bị đứng cố định vào vị trí cái cọc. Còn cái con này nếu mà chả may mà nó đứng vào vị trí cái cọc là nó phải phá cọc đi. Anh em hiểu không? Đấy, nó phá cọc đi rồi nó mới đánh được. Chính vì thế là cái con này trong một vài trường hợp thì nó vẫn yếu hơn con cáo. Đấy, nhưng mà còn lại thì là xe la mạnh nhá anh em nhá. Đây, ví dụ như đây là trường hợp mà gặp Assassin thì cái con này nó sẽ rất là hiệu quả. Assassin này, 9 Hunter này, 9 Mage này. Đấy là những cái đội hình mà chơi con này nó rất khỏe. 6 bit là những cái đội hình mà chơi được. Đấy, là nó sẽ mạnh nhất. Nó sẽ mạnh nhất ở trong những cái đội hình đối thủ mà gặp những cái con đấy. Còn nhiều khi là vẫn phải chuyển đồ cho cáo đấy. Ví dụ như anh em chơi gặp gót đỏ chẳng hạn. Gót đỏ thì đổi cho cáo mạnh hơn. Con đỏ thì cái con gấu assassin nó sẽ không chém được. Con gấu assassin này nó chém một lần không chết được. Đấy, mà nhảy lần thứ hai thì chưa chắc nó nhảy được lần thứ hai đâu. Nhất là những cái trận mà gặp con đỏ mà có con ca lông nhá, là con gấu assassin này nó sợ lắm. Đấy, chả may mà con ca lông nó bớ được, nó bắt đúng rồi con này luôn, nó đứng đúng vị trí con này nó gì thì là con này chắc chắn chết. Có con cáo chả may nhá, mà bị cái con ca lông nó đứng ở đúng cái vị trí con ca lông bling mà đúng cái vị trí đấy luôn thì con cáo nó còn lăn được ra chỗ khác anh em ạ, nó sống được ở trong bộ gót đỏ. You were a big shot, but the real big shots are in their grave. Con Lava Shaman là con Blood Sucker đó. Blood Sucker. Uống rồi, trời. Trần Mạnh tôi bảo tôi lấy nước, tôi uống liên tục mà. Livestream này là phải uống nước liên tục anh em ạ, khát lắm. Rồi thôi, hết cái trận này rồi, tôi xin phép anh em là tôi nghỉ nhá. Đấy, và anh em để ý cho tôi là cái quay số may mắn ấy để các anh em trúng hòm ấy thì nó sẽ có sau nửa tiếng nhá anh em nhá. Anh em để ý trong post cộng đồng. Lửa tiếng nữa là anh em sẽ có xem là ai sẽ là cái ngày trúng giải trong ngày hôm nay. Ok nhá. Ảo thật đấy. Chơi này nó dễ quá anh em ạ. Thực ra thằng kia nó không có cửa rồi. Có đồ nhưng mà đây là bộ beat. Beat mà kẹp với cả gấu assassin. Anh em nhìn thấy tôi chơi 100% máu đến hết game chưa? Dã man thật sự luôn. Beat được gặp với cả gấu assassin thì đỡ làm sao được anh em. Đây là con gấu assassin kẹp beat là mạnh nhất rồi. Rồi, thế là cái giải hôm nay đến đây là kết thúc nha anh em nhá. Rồi, và tôi xin phép anh em là cho nghỉ luôn để tí nữa ra một cái clip. Hôm nay sẽ làm cái siêu phẩm cực kỳ mạnh luôn. Sẽ tiết lộ cho anh em một cái bí kíp cực kỳ mạnh nha anh em nhá. Và tôi sẽ trao giải cho anh em trong vòng lửa tiếng lửa, anh em để ý post cộng đồng. Ok. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào 10 giờ ngày hôm nay. Tạm biệt anh em. Bye bye.